Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Clip này mình giới thiệu cho các bạn này một ít chậu được làm bằng gạch cổ các bạn ơi, ở nhà bác Lộc ở phường Tiền Phong, thành phố Bình. Bác Lộc ơi, bác cho khán giả biết xem là mấy cái chậu này bác làm bằng gạch gì đấy? Cái này nó bằng thất của các cụ trước này. Gạch thất cổ từ đời các cụ đấy. Vâng. Bác có thể giải thích cho các bạn biết là gạch thất cổ là gạch nào? Cái này là các nói là cái cụ đốt bằng rạ đây. Vâng. Đốt mấy ngày đây. Thế là cái gạch này là bác làm thủ công đúng không? Cái này thủ công đấy. Vâng, dùng cưa. Dùng đây. Cưa cắt ra. Cái này cắt ra. Vâng. Thế có mất nhiều công không bác? Cắt thì nó cũng kỳ công đấy, nhưng mà thích thì làm cho đấy. Một ngày bác có làm xong được một cái chậu đâu? Một ngày một cái đấy. Một ngày một cái à? Và một mình bác cái gì? Vâng. Chúng ta quan sát là bác Lộng đã làm được hình như là 4 cái đúng không? 4 cái. 4 cái chậu, 2 cái chậu to. Thì bác có trồng 2 cây sung. 2 cây sung này bác trồng lâu chưa? Trồng tầm 30 năm. 30 năm 2 cây sung. Một đôi các bạn này. Đôi đấy. Đấy, các bạn nhìn là phần da của 2 cây sung này. Để chúng ta cảm nhận là hai cây sung này cũng khá già rồi. Đấy, và mình thích nha. Đó là 4 cái chậu được làm bằng gạch thất cổ các bạn ạ. Đấy. Và cái gạch này thì là bác phá nhà hay là rỡ nhà ra thì bác mới có được? Rỡ nhà cũ của các cụ trước. À vâng, đây các bạn quan sát đây. Những viên gạch thất cổ đây. Đấy. Gạch các cụ làm bền nhá bác nhỉ? Vâng. Đấy, mấy chục năm này. Mấy chục năm. Đấy, các bạn quan sát hai cây sung được trồng bằng chậu gạch thất cổ của bác Lộng. Đấy, mình thấy khá phù hợp các bạn ơi. Mời các bạn ngắm góc đằng xa để chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của chậu và cây. Một phong cách cổ truyền đẹp mắt. Chậu cảnh được làm bằng gạch cổ. Mình cảm nhận là có một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, gần gũi, mang một cái gì đó hoài niệm, phù hợp với cây sung, một thể loại cây phong thủy biểu tượng cho chữ phun. Gạch này thì tuổi thọ thế nào đấy bác? Cái này thì của trước thì cái thời gian nó bao nhiêu thì không biết, nhưng mà nó khoảng cũng phải lâu đấy, vì đời của bố tôi đã dùng cái loại này. Bố tôi năm nay gần 100 tuổi rồi. À vâng. Đấy. Giờ nó không dùng là rỡ ra là tôi lấy từ làm đấy. Vâng. Gạch nhà thất cổ ạ. Thất cổ đấy. Cái này là trước các cụ đốt bằng gỗ và... Đốt bằng... Cái này là trước các cụ nói là đốt bằng rạ đấy. À, đốt bằng rạ cơ. Đấy. Vâng. Chứ không phải đốt như mình giờ đâu. Thế cái gạch cổ này bây giờ cũng không còn mấy nhà bác nhỉ? Không hiếm. Vâng. Ít nhà có lắm. Chỉ những cái nhà cũ trước ngày rỡ ra may ra thì mới có. Vâng. Vì cái này này, hôm nọ đi triển lãm là nhìn thấy nó có cái giống như này, để mình cắt ra đi chứ. À, thế là từ cái hôm đi triển lãm Thái Bình là bác về bác mới làm này. Đấy, tôi nhìn thấy. Vâng. Gạch của nó gạch thẻ như của mình, về mình. Thì bố tôi năm nay 93 tuổi thì xây cái đấy thì giờ rỡ ra thì là cái thời gian nó cũng dài rồi. Cái gạch này chắc là ông phải trà sát đi thì nó mới tươi như này đúng không? Ừ, về rửa xong rồi lấy bàn chải sắt đánh đấy. À vâng. Không, nhưng mà cháu thích ông để nó mộc mạc như kia thì nhìn có vẻ rêu phong cổ kính hơn. Ừ, cho nó sạch đi xong rồi để vâng. Có thời gian rồi nó lại mốc lên. Vâng. Các bạn nhá, đây là bác Lộng, bác cái trà sát rồi bác cái dùng giấy ráp và
đồ rửa bát, bác cái vệ sinh đi. Nên là nước ra phía bên ngoài rêu phong bị mất đi rồi. Nhưng mà nổi lên nó là cái màu đỏ của viên gạch khá đẹp mắt. Bác ơi, lần sau bác làm bể thì bác cứ để cái màu để nguyên này đi. Cái màu rêu phong cổ kính của cái bể nhé. Nguyên này đi. Vâng, đúng rồi, cháu thích bác để nguyên này hơn. Thôi rồi, đánh sạch nó đi để xây cho nó ăn. Vâng, đấy. Chứ mình đánh sạch đi thì nhìn như gạch mới thì cháu cũng không thích lắm. Ừ. Vâng. Cái màu thời gian mà. Cái màu thời gian thì mình không thể làm đấy, được. Nó tất như thế này đây này. Vâng, đúng rồi. Thế bẩn nó bẩn bẩn xong vữa nó bám vào thì vâng. Đánh đi cho nó sạch để xây cho nó ăn. Vâng. Không, không bẩn đâu bạn. Cái màu đẹp đấy. Ừ. Để ở đây để làm mấy cái nữa, hai cái nữa. Mình đã cùng các bạn chiêm ngưỡng các tác phẩm chậu cảnh được làm bằng gạch thất cổ trong nhà bác Lộng. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.